Приветствую вас всех на передаче Zen Z. Today's topic is Thế chung hòa nói chứng khoan with Elisa in Vietnam National University in Hanoi. Các bạn vừa được xem một đoạn chào đầu ngắn giới thiệu về chủ đề của Gen Z đầu tư số phát sóng tuần này, được thực hiện bởi sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội bằng 4 thứ tiếng khác nhau. Xét về ngoại ngữ thì sinh viên Julius khỏi bàn rồi đúng không nào? Vậy còn những kiến thức về đầu tư chứng khoán thì sao? Hãy cùng Gen Z đầu tư đi khám phá nhé! Em nghĩ là chứng khoán là một loại tài sản mà được nhà nước chấp nhận thì sẽ bao gồm cổ phiếu, trái phiếu. Về chứng khoán nhưng mà em nghĩ là nó sẽ liên quan về cổ phiếu hay trái phiếu gì đấy. Em có biết một ít về đầu tư chứng khoán, chẳng hạn như về Bitcoin. Em chỉ nghe được lũng quanh những cái vụ liên quan đến đầu chứng khoán của FLC hay là những cái vụ như kiểu Luna Coin gì đấy gần đây thôi ạ. Theo em hiểu thì chứng khoán nó giống dạng tiền ảo mà hay mọi người hay ngồi canh xong nó phải lên xuống xuống. Em cũng chưa rõ nữa nhưng mà chắc là không đâu bởi vì em không có duyên với mấy cái toán học này. Chắc là có thế nhưng mà chắc là không phải là chứng khoán bởi vì kiểu mọi người đầu tư quá nhiều rồi ạ. Thế nên là nó sẽ tạo ra một cái kiểu nhiều vấn đề. Nhưng em cũng có muốn thử đầu tư. Giống hết tất cả những ai mà muốn đầu tư đó là nhân đôi cái số tiền của mình lên mà để giàu hơn thì em có ý định như vậy. Dạ nhất định là có rồi ạ. Tại vì em muốn được đầu tư và được làm giàu trong tương lai. Я хочу поприветствовать всех. Меня зовут Бин и 2 hours later. На жизнь идти на какую-то определенную работу. Lúc nãy em vừa bảo là tất cả những cái thứ mà mình đang làm hoặc là những tất cả những ai mà đi làm việc thì lúc mà mình làm việc thì mình chỉ được nhận công thôi và mấy cái số tiền đấy nó sẽ không bằng một cách là mình đi và cầm một số tiền đấy đi đầu tư, tại vì lúc mà đi đầu tư thì nó sẽ làm việc cho mình từ 24 giờ kiểu 24 đến 7 thì nó sẽ nhân đôi hoặc nhân 3 hoặc nhân 10, nó tùy theo thời gian. Và nó sẽ giúp mình giàu nhanh hơn so với những cái người mà chỉ đi làm việc và ăn lương theo công. Tôi muốn làm giàu bằng chứng khoán. Oh my god! Wow! 저는 증권에 투자할지 않을 거예요. Có nghĩa là gì? Nghĩa là tôi sẽ không đầu tư vào chứng khoán ạ. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội không những giỏi ngôn ngữ mà những kiến thức về đầu tư chứng khoán cũng không phải dạng vừa đúng không các bạn? Đến đây thời lượng của Gen Z đầu tư số phát sóng tuần này cũng đã kết thúc. Nếu thấy hay và bổ ích thì đừng quên thả cho chúng mình một nút like và subscribe kênh YouTube KBSV88TV nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!